Miền tức đó mấy ngày nâng dương tự chạy khi ông bì rương môi bà côn mà chạc khi ông cần là thùm đằng cái đây là mà chăm bà xong đi ca rồi bà xong đại xong cái chút là đài bà ông miền đi ca tha ông bừa có chọ chạp thử tạm tạm bất khi ông cần là lưu sô biển nâng tăng bì mà đông nơi teenager mà đông bày nọp buồn đọp mà hỏi có chết tới trăm nơi con ông có ba nâng đã thả ông bữa có trọ chạp phư tạm nâng với đó là bêu dương mà nơi thông đăng cất đây hai ở trên năng nâng hai bản dương mơ khơi nha ca bất nơi con ông sống cùng dương miên rương nâng tràn nâng ở vây đã có nâng hạ đưa chỉ cho ói ở một đường nâng chạp thư tạm để chết trong cả nà nâng trong từ chê ông bì ba nhà nâng ở thà ta ông bữa có nâng buồn lao dương trong gì là ta sẽ tới ông bữa có nâng hát ấy bàn vì chạp thư tạm phải ta dừng phơi chẳng na đầm bay cùng ói phư tam ông bừa cọ nâng bị bùa thần nơi khung bảy nhà cả nâng nơi khung bờ nơi khung máy của biển số phía sát mũi đai và sai cụ bà cha sai cụ bà cha ở cháu nè nơi bên để dương nơi khung bảy nhà cả chỉ mũi nâng cha chỉ mũi nâng đạn biên thoa a nè che đằng nâng có che đằng tam kê tới nơi bên để dương nơi khung bảy nhà cả cháu nó có cháu tam kê tới được nè phư chẳng na đầm bay ở dương ruộng nơi khung bảy nhà cả nâng ấy nơi tụt chật bán nơi cùng ấy bật đạn bật đảo lung luôn từ nâng ông bừa cọ nâng có thế muốn nâng tự chạy kia dương khi ông cần nói trong lương lang thật sự tới đã chặt tục thái chí ông bừa cọ nâng ông bừa cọ nâng cứ biến này thá ca bộ bật ở vây cục giang được không đại ba bò đó phải giao nhận được tế hay mình thằng ba bò phải giao nhận được tế thế đã chặt tục thằng bừa cọ nâng ba bò phải giao nhận được tế phong ba bò đó phải giao rùm phong hay phơi ao luôn ai nâng hay nâng nhận được tế nâng biến tục lục bạc để xa luôn phong nâng ngay chặt tục thái chí ông bừa cọ hay ông bừa cọ nâng việc tươi tình nâng ca biên bật đào rộng bọc bút tư sạc bọc bút tư sạc sạc phong việc tươi tình nâng chế bạp bật tư chết phong bà ní chiên thì dùng mình nấy ông bừa cọ bố lý ca bật nâng bố lý đã nức khơi trong lước bật thiên là bọt thả ông bừa cọ chọi thư tam nâng màu môn kê nông ca tư chê nâng ta bố lý miên ấy nâng nông côn bồng nông ấy nâng nông khuôn nâng đã nức khơi dô bật thiên là bọt bí sạc bật thiên là bọt thả bởi dùng bật tư chê nâng miễn phí bay chậm nói đây bọn tam bật tới ruột nhom bàn cất trả nữa này mua là hạt ấy bàn chia mình nuôi dương khnông sừng cùm dương nâng khnông đầm nạc ca na mui nơi chỉ vật dương nâng dương squat quạt thắt quạt nâng chia mình nuôi lọ thì chia mình nuôi trầm trờ thì nị giấy đăng khâu đăng trờ đó đầm nạc ca na mui nó quạt đồ hơi quạt bàn phơi ẩm phơi cọ hơi hơi đôi bọn chun chăn bọt bàn nị giấy bị đào mảnh màu trắng ông bơ cọ bọc quạt nâng sạc cam phía bọc quạt phơi nâng bắp bò đòn nẹt đột tì bắp bò đòn sùng cung chiết miền ca chập đặt cục đặt chỗ vạn nẹt đại quạt lọp sai cục cả loang máu nâng lấy nâng quạt lên sai cục tới quạt tới chuốc chun pìa nằm nẹt quạt bàn phần đập bơ bay muối hai quạt phơi nâng hai bên đôi chia sập bài tiệt bọn mình mấy con là thứ nâng mình sập bài thế nè quạt bàn phơi ông bơ nâng hai quạt sập bài tiệt đòi quạt bàn tới sai cục chỗ muối mật thay để quạt bàn nâng quạt tới đào xì đào phật đào thọt ru bằng hai nướng pin na pin này từ hai đợt pin hai khi ông ngó thả buộc khi ông thua nẹt điên chặt xa chặt ấy đá bọn bắt tát đối bập bạ dồn chẳng hay bàn chọn lược đường đường máu hay chọn bàn bẩn tù miên rồi có mặt tệ dụ bo rồi có song đại ca vì quân mà chả nên phụ đời sai nhôm lược vì nị dụng mình đi khla mô tả hơi còn bởi mà pre tam nị dụng mình đi bè phụ quân sát ná ông bừa cọ bề mồ thật sự cầm một hiệp tiếng lại ná để mình cú chỉ ti pin chết hơi nấm tao rồi sạch đây vì nét đòn luôn nâng nét là ti hào thả cọ này hơi bên dây pin bừa cọ nâng vì không có Phật giáo ná bề pin bề lấy mồ thì hào thả bả ông bừa bả bả nâng bề pin bả bề tao thả cọ đó là cọ nâng bề ở lại ít sạch đây tao tiết mình đi thả sự cầm một hiệp để thưa ở vì nét phật đòn luôn em nâng nét là ti nhưng mà dừng con sạch đây mưa tao cứ
khơi thà trâu cướp ta rụp hiệp ôi thế bộ quân nam mà nịt hiên pre kê pre sập hiệp vị lõ ọt bọc luôn đến luôn thử lượng miến ôi thịt chô tộc nông luông cư ẩm vừa cọc cư chìa cá bóng phá nâu phòn bởi dội đọc luôn nâng nịt tì hời nâng công quan rồi bỏ nhôm chẳng sát đập chẳng chlốc bình chăng nâng tự tập hiệp hiệp sẽ đầy nít không ní phổ bút tư sát sản á lúc thật công lăng bạp ní vì miền tùm niên tiên công lăng bẩn vì miền công lăng thôn á ơi vì ôi mần nước phổ bút đôi mần nhỏ nhựt ơi mần nước phổ bút mần bự bạp nâng miền ca khám hạ yên ấy tế tôi chỉ đừng thả á cọ có nâu tài hiền phổ bút vì bố vì chỉ công lăng tiên mũi để thưa ôi mần nước lịch nâu ca khám hạ bạp nâng bự bạp đèn phơi lụt đèn thay hệ rễ nâng ô tập bạc, mình nước ở hệ rễ nâng ô tập bạc từ ăn miên khai nông vừa cọ, ăn miên khai nâu phep vì nè ăn dài ấy đấy, hơi lư pin lụt tàu tiết cứ mồ hạ bằng mục nâng run ơi mình nước hiền phổ bự nông vừa đem trầm trầu, lư pin lụt tàu tiết cứ lụp hiệp bật này, nông sung cung khmer yên giọng ngay nè để hiền thơm vừa cọ đời sao lụp hiệp bật này, bàn phò lá lụp hiệp mồ bị bàn phò. Bờ lưu phía một bàn phó của kìm bật nên dây bằng cách đấy. Tại mà miền nè cơ nế hơi cơ thơm bằng riêng cơ xe tà mà để mà tà riêng dùng mũi mà nước bay nè. Tì mũi cứ lúc bùi kìa. Tì bì lúc rong sọ phó tăn thì bay lúc bèn mùn nà. Nên sát cừu tà mà. Cừu tà mà. Dây tới trong cừu luôn em cũng đổi á. Trong cừu á. Hãy thọt lúc cho mũi thì miền là lúc sau đi đào phần đằng đến á. Thời hình cá nóng cứ đôi miền rộng bíp nì chia hai bàn. Xong tập hợp cất mà có ba lần dây bị phụ mù sàn dụ bái gật cho khả tử lý khá oi tít nát đờ căn dùm đo làm rít nè. Còn thế nó không chất nâng tầm mà mư vì lệ tầng quy rin cơ xe từ mùi cất nâng tầm mà mư sẽ đập thực đom thần lên cất nâng có chuộng chất ấy đấy hay mư ế thì dạ bọt nâng có xong rùm chiến nệ cơ xe miên vị trí chỉ việc. Còn thế đoàn tập viên quy sẽ đập mà xong thuốc tít miên mần trây nì dụ bái bị tâm cơ xuông mùi mũi kỳ tờ rin làm bấy khai chiến nệ nâng bìa mà rin sẵn tạo cho mùi mần trây nó pin nó trai tola tam trai ấy đó pan tâm mắt tuông à rom cơ thấu nè lục ru mình hiện đi ta thằng ngày nào muối bàn phẳng cơ ruột rồi cơ đô rồi vị trí chỉ viện đang cho lại cơ sụp phía viện cọ tiền cơ bàn rồi thì khi cơ tàu tăng pin nè tăng bay nè nó cơ tàu mình nữa để tâm mắt xem cúp hơi bằng hai mục chia sát thì nó nặng sập sập nán miền tập pin nè hơi mình nè bắt chỉ viết mình nè mình bắt tới phần mình khỏi tí mũi cứ lụng đi kèm lấy tí pi lụng đi lòng mừng hải nấy cứ thắp bức lên nghe phật cà phê lên kia liền ôp kia tràn kia tôi vinh tâm hồn á và một hiệp ở tâm mà bay nè nâng sơn nào nè hay miên là rút hiệp ôp kia đờ tam lâu ôp kia nâng nó sợ là mà lùi thọt dương nâng bật thân ái tí phóng hay lụng đi kèm lấy cả thắng đấy cùn này chìm cả ná được sầm hay mình khơi bà con mẹ cha ở bà lại kia liền mới lụng bật lao mừng hải hay chén cái này nó được sầm hay mình tránh tôi sầm hay cái tâm mà hay tâm á tham gia kỳ sớm mai chạy đấy phần là robot đang là cùng côn rừng mùi pin nhé chulo khnì ru u đây bàn cờ sành rừng á mùi lụm để kèm lấy để nồng phết rừng cùng côn mùi pin nhé cha bồ ran lụm bàn triệt thì pin bừa cọ nên chạy nhổm lụm thà cà thường bừa cọ nghe đôi bồ miên thọ chọc nụm gần ta run ta về rừng miên đón bát đà là hết ấy bồ côn mình chạy hết ấy có ông bừa cọ nâng cổ nghe đôi bồ miên thọ chọc nụm rừng mùi ông bừa cọ chọc chắp thứ tám được bồ côn chạy អំពើអក្រក់អាល្អនឹងទាញវាមិនឡើងមកសោះដូចអំពើល្អនឹងដូចទាញថ្មឡើងភ្នំអំពើអក្រក់នឹងដូចឈានថ្មទៅលាក់វាលើភ្នំ why ហេតុអីបាទវាមាន head 3 ធំចំណុចពូ head ទី1បុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើអក្រក់នឹងមានការលោភលន់ខ្លាំងនឹងជា head ចម្បងឲ្យដែលងាយស្រួលនឹងធ្វើតាមគេបើសិនជាមនុស្សដែលមិនលោភលន់ទោះជាគេមកឆក់យោមីដែកមកឆក់ក៏មិនធ្វើឧទាហរណ៍ជាស្ដែងលោកមនិតកែមលៃហ៊ុនសែនតាកតង3ដងឲ្យទៅជួហ៊ុនសែនតាកតងលើកទី1ឲ្យសោយសុភាពមកណាសោយសុភាពមកថ្ងៃទី27ខែមិថុនារួញសោយសុភាពមកម្ដងមុនគេសម្លាប់មិនដល់មួយខែបងបន្ទាប់មកទៀតណាត់ថ្ងៃមួយទៀតណាត់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបន្ទាប់មកទៀតហ៊ុនសែនជិបទៅដេកពេទ្យនៅសង្ហបរិយក៏លើកថ្ងៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេយកកើតមកកំភ្លេគេទៀកទៀងកើតក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនជាយឹមទៀកទៀងពួកនាយទុនមួយចំនួនធំក៏គេទៀងកើតឲ្យទៅរោរបស់វិនិយោគជាមួយកើតប៉ុន្តែមិនទៅ
mua pi lu kem lấy cất che cướp cướp nâng sạch đầy sọ rồi bọc cướp để cướp miên tiền của mắn cướp sọ vẫn nặng tiếp pi hết để nghe sưu nông ca thơm vừa có đời xa luôn luôn nâng vừa vì mũi mình chụp chỉ hơi à tầm hôm để luôn bằng vừa nâng về thông pi mà ký miên tàu ruột chro chúng mũi nâng nam mình nhé đây là cần khâm thay chiếc nòng bằng ẻ hơi dương tiếng út thì hoa chị sẽ để mà nước đây thơ rừng kho hơi rồi từ chỗ ký tranh pi còn nãy bạn này dụ bái miên mình che tịch nên bộ để thực luôn anh thực khó ưu thì họ đôi chia lũ điều khem rin chắc luôn anh miền rừng mình lo chờn còn trong cõi tới chỗ mũi hun sen thực cùng xa tới nhưng tập cùng đồng cùng xa nhưng mà nước việt việt miền miền này tháp ban bằng cất rừng ạ có sỏi rừng tháp ban bằng cất rừng ạ có thấy mình ai cà pía bật băng rừng ạ có đôi luôn anh bàn tế tao 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 bưng kia ở cái chui rục non bằng ẻ chúng nói tí bấy đời xa sẽ than cả cần riêng cần hẹn hơi miền chúng rừng sen miền trung rực xanh nắng bờ lũ đít kèm lấy cất đại nhà chất cất thả tôi chỉ cất làm có cất hiện thừa để bị buộc cất mình trong lạp đồ ở vị để chia cả cất bỏ cất để bờ mình nước hiên sầm ra chất đôi lũ kèm lấy kỳ tiền mình bàn để nghề kỳ mình tiền tiền liệu cất đôi một nông trong nước nít nằm bay tung sát cùng ôi vừa rõ chọn nghề thừa nó nè cứ chia giếm phơ luôn dương ôi che cướp cướp hay cướp hết cả nam mình skill hết, bọc cát chỉ bàn phật khó hơi, hình đơn bộ, thấy bịa bộ rán lục pool tha, xe prai nằm pran ở bàn sốt, xe piel nằm sốt độ chết mù mong, xe prai nằm kẹt chạm bà phong, xe piel mù mong như bọc đấy, chẳng cầm nẹt để tàu xong ngay, kêu cái xe để tham gia đi bước nữa, những cái bị đắp cái bị piel ở thằng con mẹ xong ngay sẽ đắp bàn rồi mà, đặt một đôi thằng với thằng đứng thằng cất cất chậm cất mày á bộ. Đấy cơn đồ mình nước đồ đồ mình nước món đó tăng pi rồi biết đi dây tăng pi sầm lên tăng pi cay vi cay đồ tăng ọm đồ tăng ọm phải dừng lại một bịa đồ bật đầm nơ bị đấm cất đơ bẹp nịa sẽ rầy phần là lâu đầm nơ cất sập thay bây giờ video một screen cất á cất đơ bẹp nịa bầm rơ đơ bẹp nịa bầm rơ hay bầm rơ mà lại khóc côm tít tao ma mưa cất pi lại cất phơi san để xem cả xe đây pi lại cất an phơi để miên nó không bị sụt để cất phơi chia một nút miên sẽ rầy này dây đôi thằng miên tiếp là ham trâm trâu lọ quan tè lâu ní ha tầm nơ cướp có bếp chỉ niệm tờ tuôn bình chía can này dây sẽ đây là quả cướp có tam bếp đèn kỳ ôi cướp này dây cướp oh trách đây thay nó mình men trâm tè kiện tự dụng cướp thì xung bay đây xung đây biết để cướp trong này dây có cướp ở anh này dây bàn thì bỏ thấy chưa bậc quân mình cha ta bậc quân mình cha tham biên hai phần bây giờ để vừa ấy nghe nâng tự tuôn ở tập pool này ông vừa cọ nâng hơi cho ta biên hạt pol ở vây phần man giang đó để ai tụt chặt bàn làm vây của mọi ông vừa cọ nâng bị chọi vô tập bàn của mình chẳng biên hạt pol giang tích có buôn trong nội sầm khắn trong nội tìm mũi dương mưa bụi buông dương để miền dịch đầy thay nô thương cô cờ dương trong bắc cạn luôn dương thay chỉ khmer mình điện biết thạc mẹ cứ chìm mình nước để xem san mình nước để sọc san mình nước để thay nô thấy à cả đời vô được bao kỳ ôi để kim ban dừng bàn thơ ấy sống nè cứ chia ca bầm rơ kì chẳng dừng trâu cửa lên một mưa thật luôn dừng chia khmer hơi phía xa tu tao kinh dây ôi thật skill luôn ảnh phần tâm mà trong bờ bịa thật skill luôn ảnh thế mà trong này dây thật dừng cửa lên mưa dừng mưa bụi buông dừng bụi khmer dừng bị đớm mình đem thơ tí sĩ cho này dụ bài hơi còn mình đem phòng khai nhẹ nà đồng bay tập bàn mục mật luôn ảnh này vì miền ta phụ ý rạch vô sản vô tế để thơ sinh kìm dần đơm lịch nế xoay đi miền mền vẫn bởi phụ ý khmer nế thơ ngô sát sát đó ớt thơ ăn nâng thế ớt thơ ăn nâng à tần đơm phòng bí dội này cho nói tì mùi cho nói tì bí cứ thơ khlun ôi chế tì bưng khlun ế nâng bưng tì bưng sản rạp nế đá tí bình lụ sản đen đê ạ ta hệ ạ tà nô nế thô ô hệ nế thô bro xì dạ dương rin bưng khlun dương thầy nhôm tông ọc nế sát ta nế bưng khlun ế nâng nhôm đội nhôm chẳng bốt ấy côn cùng bìa phóng dương dương rin thơ bưng khlun dương á đó là dương thơ bưng luôn dương dù thơ chăm bạc thơ bưng đi vô rừng trầy ấy bố bố xưng ấy nè đó là biết dương chè rốt luôn dương bưng luôn dương hãy bạc thơ bưng xưng đạch bố bò ấy mẹ tuôn được bố bò ấy thơm bạc thơm ai dây ly tạch chứng á luôn anh bố bò mô bí thêm bài tân nơ bài nền môn mình bán bài tân nơ bài nền môn vì tuôn mên bọn đà vì tuôn bẹp thơm mình chết mên bố bò ngọc xài dùng mô bí thêm bài nền môn này là thơm cho nên anh dây chân vù át ai thơ bưng bán này lu priep còn hay nâng nâng mạch nôn tê rung đang đung đà ra phỏng không nghĩa tổ cơm tro kia mình đọt đây à priep mình cua này dây sóc con này dây hay priep còn đi mi tâm la hấp hiệp mưa lúc đôi tức piang lọ
thà lo chứ còn sau ngày có co vót à ơi nó bát tiếng có mưa khởi đang thế còn té bờ dương che thua luôn dương chia ti pưng thấy dương ai chỉ phật bị tập pưng nghĩa là gì nói chi vì thân ti bấy sức xa phi phanh hà sừng cung chia sẽ để muốn nâng sầm ra cho luôn chấm này thơ ca về mùi lâu ní dương sẽ đáp lư phụ nhiệt nhung mà chuyển luôn để tàu bị cào bứt tít và thạc ốc cả ốc cả nâng cứ thạc ốc cả đọ từng hôm luôn em mình chơi cho một tí đọ vậy mình đem miền thế thì thơ ca ở việt vượt chỉ về chỉ ấy ní cứ miền tập nông sầm ai cả sinh đại hun sen đại chỉ cả côn sinh đại hun sen nương em từ mà tha bờ bứt tít nâng thế ra về lý bứt tít cái thơ lâu bờ đôi thịt sạch sạch mà phi của mùi lên mà phi của mùi xe tàu mà phi của mùi xe mồ kim đem hao bờ rất kí ôi tung sco vay chăn vay chăn năng phong một nước thơ mấy bợ làm đây là o lừa lâu o thơ cùng bạo vay chăn vay chăn năng ấy nè cái thơ đó cũng đang hay lâu mùi tít chanh pi ở Alabama to Louisiana nung dễ bị bợ cắt sang một lâu đại chúng tôi này phải mình đem lừa bờ vượt kí tung sco bằng bộ cái mình đem phải hay có mình đem cắt cùng cả hòm này ớt đem khơi ra hạ rất âm rít nít thơ lâu hay sầm thốt bình cho cùng bình ly cắt prum ác cắt nên cái hào cắt xe bô prum có hóm ở đây miền vọng nó cứ thả ký phía yếm thơ mấy ốp rung và chia bộ đất ký không ôi thơm bừa cọ cổ rốc cho bạp tao phía kì thơ lâu ôi bơ lõ bơ ôi trâu tao cổ rốc cho bạp tao bà nơi mà chăm thơ ơi đi để nàng nhưng cơ ta tị bấy cứ cơ lập bì sân cung hôn đen nghe cho bạp cơ ta tị bún công xếp cúp mà nước bìa lũ sân đen thả xe vần ai chắc tuyên liền năng băn đi ta năng chắc xe vần áp bố chia chắc bố chân ta ta xe phục biến đôi chìa krom kru xa hôn sen tâm ọc mùi hôn sen có biến nhưng mưu hôn chìa hôn trôi mình biến chùi ta cừng nhìn nè hơi còn bên là ta mà tha đây là bài ca on trả chìa kì tha đó chùi cừng nhìn tao ô xả lì cọc nông bỏ họ rồi mấy cái kì cài bỏ họ khơi mô hốt nè hôn sen có mình nữ biến bộ phân miên hơi mình cực cừng tao xả lanh xả trầy và tìm lúc vô bộ phân cô nè và tìm đại xe lạc mê khởi à từng lên những anh thì hào thập biển năng à xe vận chạy biển liền năng xe biển với thơ mấy bàn phải nhớ rồi bộ trong bờ sông cung hôm nay dân chúng nó chẳng buôn năng dùng một phần liền tao lo hơi thì ôm bàn đấy bộ à bảy hà trong cày bộ quân mới cha bảy hà biển ta sạp cụm đi chun ca ở trăm bảy sạp cụm thì vận tải dương ru nước nông bạc nhà cả đằng dương miền mê đằng non biển rồi ta hơi biển group sạc cam biển làng căn các bạn micro làng prau sầm đầy à sờ ru sạc cam một phim nâng có piel pịa sầm đầy nâng có piel cá đực nòm nâng có piel được chứ nè nẹt từng óc nia để cắt làng nâng cứ thả ru nâng không bảo nhà cả nâng thái mình chạm bài từ sạp cụp na bồn mình chả ta không cả này nâng cả này nâng phơi bài na dương ở sạp cụp phong bên tai kiểu run mà ôi mong cướp được đập mong ẩm bơ piel ẩm bơ à cọ nâng cứ cướp được đập nâng cứ chỉ cầm ru thì mà đó rồi thay bờ mưa tắm từ tập hiệp Phật Sa Sơn Na chơi chấm nư lâu chật bờ dương mưa khơi rương mình trầm trâu dương mình chừ chừng hiên ti mùi cùng chừ ở vị đại kỳ tha xem từ cây khmer cơn ở khmer cùng bung ri chân ra nương chạm phật bị bứt cái đây còi chăn bị vươn hà sấp trầm tâm thần mấy tu bà rương cả đạp bạc pi sen ri anh chăng dương chừ cơn đấy bờ sân chỉ bứt mũi trim khôn chạm chân bị bứt cái đây còi thơ tao chỉ bứt niệm biên mặt chúng chăm bà ấy trâu bằng cơn cả đạp ơi thông thông mà lấy, nè anh nâng rương để dương trâu chứ, hay mình trâu chứ nâng bịa của Phật Sa Sơn Na thà công miền sự thiên lương chân chân, nè cho nói tí mũi hay công chứ lư à vi để kỳ bằng cờ lờng, cơn tật đặc khôn chia mình chứ, hơi dương chứ lư rương để trầm trâu, dương nâng miền sạch đây xem ra chân mũi trầm trâu cho nói tí pí công tổ tu skill à vi để chia rương mình trầm trâu, mình chứ nâng mình tổ tu skill. Sung cung sắp ngay, khmer dương sắp ngay, prom ta tu sắc là prom tiết đai ở kia khlai, tiết đai từng khlai còn tế bởi dương bằng hành khiếp khlai hàn tam bếp của Phật Sa Sơn Na thì chúng nữ không chết dương à bỏ đây dương mình bình chất cứ việc nâu ấy không chết dương này nè kì mưu ạc khơi như thế hơi dương hiên thơ sẽ đây xâm rạch chất mũi đôi bàn xâm ạc chất dương để bình lũ xâm đánh thả sắc chất tắc tiệ rồi dô tiệ bản năng ế tăng Phật Thiên là Sa Sơn Na cứ thà thơ chết dương ơi bỏ sốt hỏi bịa mà mặt nữa nghe bịa cục ong bằng riêng bờ lây để tham gia sốt mà nhỉ bịa cục ong bằng riêng ở dương chết thơ chết ở dương ơi bỏ sốt hỏi bờ cả na dương bận sốt chết dương bàn hơi á bộ quần bịa nó không sừng cung một bận sốt dương ắt sốt để mà lâu dương dây niên chết phụ nhôm nâng tham gia tập nước bịa chừng ngư à vấn đề dương nó tắc là hẳn tham gia chưa à sao ngay tham gia liệt tham gia nó không bỏng à pin nè đây bồ lý kì mình chưa dương nó mình chưa thế bờ thanh niệm chưa nó thơ bàn cho nên to thì bờ niệm chưa bờ đắp à tham gia cứ thanh niệm chưa hay khla hán nó cả
អំពើធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អឥឡូវមកធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជាគេមើលឃើញចេះដូចគុណគេមើលឃើញថាមនុស្សអាក្រក់ជនពាលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ពីលើកមុនហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់មានបាបអត់មានកម្មអីសោះដោយដូចគុណមានសង្កេតការអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរហូតបានឡើងទៅធ្វើជាអ្នកធំទៀតនោះនៅពេលដែលគេព្រឹតប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តបានធ្វើអ្វីមួយដែលអាក្រក់ហ្នឹងណាជាជាងបានទុនកម្មឬក៏បានបាបកម្មអត់បានអំពើបាបអីសោះគឺថាមានបុណ្យមានស័កមានគេមានឈ្មោះមានលុយមានកាក់ចំណែកតែមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អហ្នឹងគឺថាកាន់តែក្រទៅកាន់តែខ្វះមុខខ្វះក្រោយអញ្ចឹងហើយបានគេព្យាយាមយកអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមកធ្វើទៅព្រោះវាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់មានមានកម្មមានពីអីសោះបាទធ្វើអាក្រក់ទៅចេះតែឡើងបុណ្យឡើងយុះស័កទៅចេះតែមានបានទៅហ្នឹងជាចំណុចមួយប្រគុណម្ចាស់ហេតុអីក៏អាទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងវាអត់អនុវត្តទៅលើអំពើអាក្រក់នឹងសោះប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវពូញោមកម្មផលមិនអោយផលភ្លាមដូចយើងយកមាសទៅថ្លឹងចឹងឯងពូមាសពេលដែលវាមិនទៅគ្រប់ចំនួនដែលយើងកំណត់ថាមកទៅលឹងវាមិនអាចកំណត់យកថាមកទៅលឹងឯងពូវាមិនទៅគ្រប់យ៉ាងណាមិញការសាងកម្មអាក្រក់មានហេតុ2ធំដែលវាមិនអោយផលហេតុទី1គឺមនុស្សនឹងមានកម្មចាស់សល់សោយអាផលចាស់ចំណុចទី2ដោយសារកតាពីលវេលានិងបរិធានសង្គមវាជួយទ្រទ្រង់ទំនុកបម្រុងឲ្យតែមនុស្សខូចដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងសង្គមយើងនេះញោមមើលមកឃើញអាត្មាក៏មើលឃើញថាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែលឹងបុណ្យស័ក្តិពីព្រោះគេកំពុងតែប្រកួតអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងបើអ្នកណាធ្វើអាក្រក់បានច្រើននឹងបានលឹងបុណ្យហើយព្រោះគេកំពុងធ្វើអានឹងហើយបើសិនជាសង្គមមួយដែលកំពុងប្រកួតរយជើងឯងខាងធ្វើអាក្រក់ហើយយើងយកមនុស្សល្អទៅដាក់គេធ្វើម៉េចយកធ្វើម៉េចបានលឹងធំអត់បានលឹងធំទេពួកគេរយជើងឯកខាងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយយើងមើលមនុស្សមួយចំនួនធំដែលយើងចាត់ទុកជាអក្រិតជនណាប៉ុន្តែវាអាចคลายទៅជាអុកញ៉ាបានคลายទៅជារដ្ឋមន្ត្រីបានពីព្រោះគេប្រកួតរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈពុទ្ធសាសនាកម្មផលនឹងមានពុតប្រកាសក្រឹមតថាកតាបុណ្យចាស់ហើយនឹងកលៈទេសៈសង្គមនោះវាមិនទាន់អាចបដិញ្ញាទូបានក៏វានៅអញ្ចឹងទៅព្រៀបបានដូចជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលច្បាប់ចាប់មិនទាន់បានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកព្រៀបថាបុរសដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយបាបមិនទាន់អុយផលផ្អែមឬក៏សបាយចិត្តនឹងធ្វើអំពើបាបដូចមនុស្សសេពថ្នាំពឹសដែលស្មានថាទឹកឃ្មុំផ្អែមនឹកយល់ថាជាទឹកឃ្មុំបើថ្នាំពឹសនឹងល្វីងឬក៏លៀបបបាអះគេមិនលៀបទេហើយអ្នកសម្រាប់ខ្លួនដោយលៀបថ្នាំបើថ្នាំនឹងលៀបលំបាកក៏មនុស្សមិនងាយសម្រាប់មិនងាយលៀបសម្រាប់ខ្លួននេះប៉ុន្តែដោយសារអាការលៀបសម្រាប់វាស្រួលប៉ុន្តែលៀបចូលពោះហើយបានវាលំបាកស្លាប់ហ่ะវាបែកពោះមុតហ่ะអញ្ចឹងរឿងកើការធ្វើពឹសបាបគឺអញ្ចឹងដែលបាបវាអត់ទិនអុយផលបាបវាមិនទិនអុយផលហើយមិនគួរអស់សង្ឃឹមហើយក៏មិនគួរឈប់ជឿថាខំធ្វើពឹសល្អដែរតែវាមិនដែលបានផលមកវិញខ្ញុំទិនអាលគិតថាវាមិនបានផលអ្នកធ្វើល្អនៅបន្តធ្វើតទៅទៀតព្រោះមានតាការធ្វើអំពើល្អទេជាទីពឹងព្រះលោកសម្ដែងថាបញ្ញានេះបរលោកកាសមឹងបតិដ្ឋាហុនតិបានិណងព្រោះថាបនជាទីពឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងបរលោកណាវាអត់មានបាបជាទីពឹងមានតែបនពីសូត្រដល់រូបគុណប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយអត់អីទេប្រគុណម្ចាស់មានសង្ឃដីកានឹងមានដំបូលមាននឹងល្អល្អណាស់ហើយយើងក៏បានយល់ច្រើនណាស់អំពីតែហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់នឹងវាឆក់ឲ្យធ្វើតាមវាមានកថាអ្វីខ្លះហើយតើយើងអាចពង្រឹងខ្លួននិងអប់រំខ្លួនបែបណាដើម្បីកុំឲ្យលង់ទៅនឹងអំពើអបាយមុខអំពើអាក្រក់នឹងខ្ញុំកណាទាំងពីរអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VTV សេរីនេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្លែងអរគុណអរគុណខ្ញុំច័ន្ទបុត្រខ្ញុំពលីពជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណាស់ទៅឲ្យសង្គមលាហើយលាមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់